Hello, xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại kênh Hòa nha. Hôm nay thì có một con máy cơ xích Aptin MS170C, hàng đẹp, giật trợ lực cho các bác nhé. Nguyên bản zin từ AZ hết nha, bao đẹp luôn. Lam xích zin, lam này lam 340 trừ trên ốc còn được 35 nha các bác. Máy rất mới, có giật trợ lực, đời này đời mới nha các bác. Con này đời 2014 nhá. Đó, hàng của Đức xịn. Rồi, để test đổ cho mấy cái máy nha. Bao êm, con này thì nòng của nó là 37 ly, trọng lượng là 5 kg nha các bác. Đó, con này thì em sử dụng trong gia đình, cắt cành cắt củi nhỏ trong gia đình cực kỳ ok luôn, đời mới, dễ sử dụng và đặc biệt là có giật trợ lực luôn nhá. Cái phiên bản MS170C này thì được sản xuất tại Đức luôn nha các bác. Đó, thì nó là phiên bản cao cấp có giật trợ lực cho anh em. Đó, xin phép test nổ lại phát nữa cho anh em nhé. Cực kỳ nhạy nổ luôn. Đó, máy rất êm, bao đẹp luôn. Con này thì bên nó bán giá là 3.800.000 đấy các bác. 3.800.000 bao ship tận nhà luôn. Anh em nào chốt thì liên hệ qua số điện thoại 0345050399 nhé. Xin cảm ơn toàn thể nha.